Xin chào mừng anh chị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của TTD Việt Nam. Ngày hôm nay thì OKSiêm đang có mặt tại Phú Xuyên, Hà Nội để triển khai một công trình cho một người bạn của Siêm, đó là anh Trương. Người bạn cũng là một kiến trúc sư, anh xây ngôi nhà của nhà mình. Như các bạn có thể thấy tổng quan qua flycam cũng như là trực tiếp trên video thì anh chị thấy đây một cái công trình rất là đẹp. Mái thái 2 tầng và có một tầng áp mái, là 3 tầng và nhìn ra một cái sông cực kỳ là đẹp anh chị nhé. Và đối với những cái mái thái thì làm thế nào và hệ kết cấu như thế nào để cho nó đẹp nhất, chúng ta có thể tận dụng được cái không gian trong lòng mái cũng như là các cái phòng bố trí và để một cái không gian chúng ta có thể sử dụng được. Và thì xin mời anh chị và các bạn chúng ta hãy cùng lên để xem anh Trương kiến trúc sư, anh ấy đã thiết kế cái ngôi nhà của anh ấy như thế nào và cái đội thi công mái của TTT anh em đã triển khai cái mái nhà anh ra sao để tạo ra được một cái không gian trong lòng mái hợp lý nhất và đẹp nhất. Xin mời anh chị. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt ở trên cái phần mái của nhà anh Trương các bạn nhé. Và đối với những cái nhà mái thái với cái phong cách thiết kế như thế này thì chúng tôi thường sẽ sử dụng cái hệ mà chúng ta có thể tận dụng được cái không gian trong lòng mái. Có ở rất nhiều cái video thì Siêm đã chia sẻ với anh chị, đó là đối với cái mái Nhật mà có thang, có ô thang lên, đây anh camera có thể quay cho tôi, đấy ô thang lên như thế này thì chúng ta cũng có thể làm hệ tận dụng không gian trong lòng mái. Và ở đây thì là một cái mái thái 3 tầng, đây là cái tầng áp mái các bạn nhé, và có cái ô thang lên đây. Sau này cái ô thang này thì anh Trương, anh là một trong những người bạn của mình cũng như là anh làm kiến trúc sư, thì anh đã thiết kế một cái thang sắt lên các bạn ạ, đó rất là đẹp. Ở đây thì chúng tôi sẽ sử dụng cái hệ không gian trong lòng mái, và đây là sử dụng hệ 3 lớp xà gồ của Phong Nito. Đó, và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn TTT Việt Nam thì chúng tôi sử dụng cái hệ xà gồ của Phong Nito, đó là C, đây các bạn có thể thấy C200 các bạn nhé. Đó, để tạo ra một cái không gian trong lòng mái để anh chị có thể đi lại cũng như là di chuyển và tạo một cái không gian rất là thoáng, đối lưu gió rồi là chúng ta có thể đi lại rồi làm các cái phòng rất là tiện. Đó, hệ xà gồ C200. Đó. Ở đây thì chúng tôi gác cái xà gồ qua cái nhịp tường. Đấy, các bạn thấy anh em thợ làm rất là cẩn thận. Có cái nhịp C200 chúng tôi gác qua cái tường. Đó, các bạn. Đó, sau đó là giải một cái lớp cầu phong. Đây anh chị có thể thấy đây. Hệ cầu phong. Cầu phong ở đây chúng tôi dùng C7575. Đó. Và ở trên thì chúng tôi làm nito. Đấy. Ở đây thì anh camera có thể quay di chuyển giúp tôi một cái không gian rất là nhiều cái không gian gần gũi với tự nhiên. Và đây là cái phòng mà anh có thể để cái téc nước này. Bạn thấy phòng téc nước rất là rộng. Đó. Bên này thì là chỗ sân phơi. Đó, đối với cái mái thái này mà làm hệ dầm của Phong Nito, chúng ta có thể tận dụng tối đa cái không gian trong lòng mái. Đây anh camera quay lên cho tôi. Đó. Rất là đẹp. Và đối với cái mái mà có cái hệ thống mà cái thang đi lên, để sau này mà các anh chị có thể hình dung, nếu mà đối với cái thang đi lên, thang xoắn đi lên mà không cần làm thạch cao thì cả chúng ta có thể khoe được cái kết cấu, chúng ta có thể nhìn được cái kết cấu này. Đó, rất là đẹp. Thì cực kỳ là đẹp anh chị nhé. Các bạn có thể nhìn thấy đây một cái công trình view sông các bạn nhé. Đó, rất là đẹp. Đó, công trình view sông. Đó, đây là cái phần mái thái đua ra. Phần mái thái đua này thì anh đã đổ bê tông rồi. Đây tôi có thể di chuyển lên cho các bạn xem kết cấu hệ xà gồ của Phong Nito rồi. Rất là chắc chắn. Đối với cái mái thái thì sau khi mà chúng tôi đã làm cốt xong thì các bác thợ xây sẽ chèn chít như này. Sau này vị trí này chúng tôi sẽ úp cái ngói bò vào đây các bạn nhé. Ở đây chúng tôi sử dụng ngói Hạ Long. Đối với cái phong cách anh Trương thiết kế thì nó rất là gần gũi, như là các bác ở quê thì thích ngói đỏ, vậy là chúng tôi sử dụng cái ngói Hạ Long 22 viên các bạn nhé. Đây ví dụ như đối với cái công trình mái thái thì phần giáp nhà hàng xóm này các bạn nhìn, đó, nó sẽ hết đất. Đấy, thì chúng tôi sẽ úp cái ngói rìa lên sát luôn. Nếu anh chị và các bạn có nhu cầu tìm hiểu về khung dàn thép siêu nhẹ cũng như là một cái hệ kết cấu mái thái mà tận dụng được không gian trong lòng mái, chúng ta có thể làm các cái phòng để di chuyển cũng như để đồ hoặc là các cái phòng công năng trong nhà mình, thì hãy liên hệ với OKSiêm của TTT Việt Nam để nhận được nhiều hơn những cái tư vấn cũng như là cái giải pháp tốt nhất cho cái mái nhà mình. Xin cảm ơn.